cứu kịp thời hai người đi ô tô đang chìm xuống nước. Không khí lạnh tràn về, cảnh báo Bắc Bộ có mưa đá lốc xoáy. Phát hiện vết nứt dài hơn 120 mét, hàng chục hộ dân sơ tán khẩn cấp. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, câu chuyện vợ chồng trải lưới ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cứu giúp hai nam thanh niên kịp thời thoát khỏi chiếc xe ô tô đang chìm dần xuống vùng nước ngập sâu vào bờ an toàn, khiến nhiều người không khỏi cảm phục. Trước lời kể về giây phút cứu người giữa dòng nước lũ ngập sâu đến gần 8 mét trong màn đêm vắng lặng, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1975, trú tại thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội, nhận được không ít lời khen từ dư luận. Vâng, thưa quý vị, theo chia sẻ của một trong hai nạn nhân bị dòng nước cuốn trôi vào vùng ngập sâu là anh Hát, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9. Anh Hát đi xe tới điểm ngập trên tỉnh lộ 421B. Anh Hát ngoái đầu ra cửa xe và thấy nước chỉ ngập một chút do trời tối không nhìn rõ đường. Anh Hát cố đạp ga thêm khoảng 20 đến 30 mét thì bánh xe quay tạo sóng làm lệch phần đầu xe và trôi xe ra khu ruộng đang chìm trong mênh mông nước. Kể lại thời khắc bánh xe trệch khỏi đường đi, trôi ra giữa dòng nước ngập sâu, anh Hát chia sẻ là lúc đó anh chưa hình dung được độ sâu nên là cố di chuyển qua đoạn đường này. Lúc xe chìm dần phần đầu thì anh và người đi cùng chui ra khỏi hai bên cửa trước. Lúc đó anh rất hoang mang, đang không định hướng được là phải bơi về đâu thì thấy một ánh điện trên sông cách đó không xa. Lúc này anh mới hô to xin giúp đỡ thì được hai vợ chồng anh Hòa tiến lại cứu giúp vào bờ. Anh Hát nói thêm lúc đó anh đã rất hoảng và không còn nhớ được chi tiết gì nữa. Chỉ nhớ là vợ chồng ông Hòa đã đưa cả hai vào bờ và gọi taxi đưa về nhà ở Hải Dương. Chia sẻ với phóng viên, anh Hát bày tỏ nếu mà nói cảm ơn thì không biết làm sao kể hết. Giữa lúc hoạn nạn lại được chú Hòa và người dân địa phương hết lòng giúp đỡ. Anh mong rằng chú Hòa khỏe mạnh để giúp đỡ được nhiều người hơn. Vâng, thưa quý vị, đến ngày 20 tháng 9 thì người dân địa phương đã cùng lực lượng chức năng huyện Quốc Oai, Hà Nội trục vớt chiếc ô tô màu trắng bị chìm sâu trong dòng nước lũ tại khu vực giáp danh giữa xã Đông Yên và xã Cấn Hữu để bàn giao lại cho hai nam thanh niên gặp nạn trước đó. Cũng liên quan đến câu chuyện này, chúng tôi đã có kết nối với anh Nguyễn Văn Hòa, chính là người đã cứu giúp hai thanh niên gặp nạn vào bờ an toàn, để cùng lắng nghe những chia sẻ của anh và khoảnh khắc mà anh bắt gặp người bị nạn giữa mênh mông sông nước. Ngay bây giờ thì xin mời trường quay kết nối ạ. Vâng, xin chào anh Hòa. Rất là cảm ơn anh đã nhận lời mời phỏng vấn của VTC. Anh thân mến, là những ngày qua thì ở câu chuyện vợ chồng anh vô tình bắt gặp và kịp thời cứu giúp hai người đi ô tô bị chìm trong dòng nước lũ đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Anh có thể chia sẻ lại cho chúng tôi được biết rằng là thời điểm mà anh phát hiện ra sự việc này như thế nào không ạ? Vâng, thì lúc đấy là khoảng 10 rưỡi đêm ngày 17 tháng 9 ấy, hai vợ chồng tôi đi đánh cá trên sông Tích. Thì từ xa hai vợ chồng tôi đã phát hiện có một cái đèn đỏ nổi trên mặt nước. Thì khi đấy thì hai vợ chồng tôi đi tiến sát gần thì phát hiện là có hai người đang bấu vào cái đuôi xe ô tô. Thì tôi thấy hai thanh niên đấy là kêu chú ơi cứu cháu với, thì hai vợ chồng tôi là lao thuyền ra sát để cứu lấy hai người, còn ô tô nó chìm xuống nước, nó chìm sâu xuống. Trong khi đó thì lúc đấy thì tôi chỉ cho được một người lên thuyền, thuyền của tôi nó nhỏ nên là tôi cho một người lên thuyền năm đi trên thuyền, còn một người nữa vào bấu bấm chặt vào cái cặp màn thuyền đấy, không lấy được nữa vì lên nữa là nó sẽ đắm thuyền và nguy hiểm tất cả những người trên thuyền bấu ở đấy, không lo nữa. Thì bình tĩnh lại để vợ chồng tôi di chuyển thuyền vào bờ để cho nó an toàn, không được treo lấy nữa mà nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Thì lúc đấy là nó cái chỗ cái thuyền, cái ô tô nó trôi nó chìm là nó cũng cách cái đường khoảng độ 60-70 mét ấy. Cái trên cái đường đi của cái đường tỉnh lộ 421 ấy, thì chắc là nó ngập khoảng độ, nó cứ theo cái đường loải từ cái cầu ra thì nó cứ loải sâu dần.
Còn cái chỗ vị trí của cái ô tô chìm thì nó sâu khoảng độ 8 mét. Không biết là lúc bắt gặp tình huống trên thì anh và vợ đã có những phản ứng như thế nào ạ? Thì cũng vợ cũng bảo là vợ tôi bảo là rất là lúc đấy là cũng rất là run và cũng sợ vì cũng chưa đã gặp những cái tình huống ô tô nó trôi nổi trên sông như thế bao giờ nên là cũng rất là lo sợ vì chúng tôi thì chỉ biết là gặp những người gặp nạn thì mình cứu giúp thôi. Nói chung lúc đấy thì cái cảm xúc thì tôi cũng không thể định nghĩa được là cái cảm xúc nó như nào, chỉ biết là lúc đấy thấy tiếng kêu là chú ơi cứu cháu với thì tôi lao ra để cứu hai cháu lên và cũng nhanh chóng để đưa các cháu vào bờ chứ cũng biết là như vậy thôi, còn cũng động viên các cháu và thôi cứ ô tô cứ để đấy còn cứu được hai cháu là sống là được rồi, còn ô tô không không phải lo. Ngay khi câu chuyện này được chia sẻ, cộng đồng mạng cũng đã ủng hộ hết sức nhiệt tình và dành rất nhiều lời khen cho hành động nhân văn của vợ chồng anh. Vậy thì không biết là lúc đó anh có cảm xúc như thế nào trước sự việc này ạ? Có rất là nhiều những người gọi là anh em bạn bè rồi trên mọi người bạn bè rồi cộng đồng mạng cứ hỏi thăm tôi cũng rất là vui mừng vì mình đã làm được một cái việc tốt để giúp đỡ được hai cháu ấy ta qua được cái nạn như vậy là mình cũng rất là mừng vì với lại cũng cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ cái câu chuyện của tôi lên để cho mọi người được biết này. Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả. Rất là cảm ơn anh Hòa với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này ngày mai. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 21 tháng 9, không khí lạnh đã di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Sáng sớm ngày 22 tháng 9, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Tại thành phố Hà Nội, ngày 22, 23 tháng 9, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ C. Từ gần sáng 22 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao từ 1,5 m đến 2,5 m. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, cơ quan khí tượng cảnh báo, ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa từ 40 mm đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 50 mm đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Ngày 20 tháng 9, Trung tá Lương Tất Hải, đồn trưởng đồn biên phòng Đắc Brinh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền xã Đắc Bre tổ chức sơ tán khẩn cấp 11 hộ trên 41 nhân khẩu của thôn 56B, xã Đắc Bre đến nơi an toàn. Theo đó, ngày 19 tháng 9, người dân phát hiện các vết nứt sâu 1,3 m đến 5 m với chiều dài hơn 120 m trên ngọn đồi phía sau khu dân cư. Một số điểm có dấu hiệu bị sạt, lún sâu. Toàn bộ vị trí này theo đánh giá sơ bộ đã bị ngấm nước và có nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào. Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Đắc Bre phối hợp với đồn biên phòng Đắc Brinh huy động lực lượng nhanh chóng sơ tán, đưa toàn bộ người dân có nhà đang bị sạt lở uy hiếp đến nơi an toàn.
Ngay trong đêm ngày 19 tháng 9, các lực lượng đã hoàn tất việc sơ tán người, di chuyển tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Đồn biên phòng Đắc Brinh cắt cử một tổ công tác làm nhiệm vụ thường trực tại khu vực, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tại chỗ, kịp thời xử lý khi có tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Hiện tại, trên địa bàn huyện Nam Giang đã ngớt mưa, các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, cũng như điểm xuất hiện vết nứt để có phương án ứng phó, xử lý tình huống. Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở đất, đá tại khu vực xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc và xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn. Cụ thể, do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây ra vết nứt và tiếng nổ lớn phát ra từ đồi ao ếch phía sau xóm Rằng, xã Cao Sơn, nguy cơ rất cao sạt trượt xuống khu vực cụm dân cư. Tại vị trí lớn nhất có độ cao khoảng 200m, xuất hiện cung trượt dài khoảng 500m với khối lượng đất đá sạt trượt rất lớn. Chính quyền địa phương đã sơ tán 30 hộ với 126 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tại xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, sau hoàn lưu cơn bão số 3 với nhiều đợt mưa lớn kéo dài, đã xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún. Có nhiều vết nứt, sụt lún dài từ 1 đến 3 mét, sâu từ 2 đến 3 mét và dài khoảng trên 800 mét. Ngoài ra còn nhiều vết nứt nhỏ, phạm vi ảnh hưởng khoảng 7 hectare. Sụt lún đã làm ảnh hưởng đến 111 hộ với 539 nhân khẩu. Trong đó, phạm vi khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng đã phải di chuyển khẩn cấp 60 hộ với 278 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều hộ đã nứt nhà, sụt lún móng nhà, hư hỏng nhà và nguy cơ cao sạt lở bất cứ lúc nào. Ước tính lượng đất đá nếu sạt xuống vào khoảng 7 đến 8 triệu mét khối đất đá. Đến thời điểm hiện tại, các điểm nứt, sụt lún vẫn đang tiếp tục phát triển rộng thêm và có nguy cơ sạt trượt trên diện rộng, đặc biệt khi có mưa, đất đá bão hòa. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện Lạc Sơn và Đà Bắc tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở ổn định chỗ ở tại nơi di rời, hỗ trợ người dân đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Các lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, căng dây cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người dân quay về nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn. Ngày 20 tháng 9, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1995, là nạn nhân trong trận lũ quét sạt lở đất ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã tử vong do thương tích quá nặng. Trước đó, sau trận lũ quét, anh Kiên được tìm thấy và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng. Sau đó, bệnh nhân Kiên đã được chuyển từ Lào Cai lên điều trị tại khoa hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Việt Đức. Trong thời gian điều trị ở Bệnh viện Việt Đức, anh Kiên phải thở máy, lọc máu và hồi sức tích cực. Dù đã được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, nhưng do vết thương quá nặng, nam thanh niên này đã không qua khỏi. Đau xót hơn, 7 thành viên khác trong gia đình của anh Kiên cũng bị trận lũ quét khủng khiếp lấy đi sinh mạng. Tính đến chiều tối cùng ngày, sau trận lũ quét sạt lở đất ở thôn Làng Nủ, đã có 54 người thiệt mạng, tăng 1 người so với ngày 18 tháng 9. 13 người bị mất tích, 14 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Số người an toàn được xác định là 87 người. Làng Nủ là nơi vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng, gần như xóa sổ cả thôn, gồm 760 nhân khẩu vào sáng mùng 10 tháng 9. Đất đá từ dãy núi Voi đổ sập xuống đã vùi lấp 40 nóc nhà, khiến nhiều người thương vong và mất tích. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa họp kiểm điểm kỷ luật các cá nhân và tập thể liên quan đến việc quản lý, xử lý sai phạm về xây dựng đất đai đối với hàng chục biệt thự xây không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành. Trong quyết định được ban hành, ông Đặng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành và ông Trần Ngọc Hoàn, công chức địa chính nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Lộc Nam, nguyên công chức địa chính nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Lộc Thành bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Thanh bị xác định không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công để hàng chục công trình xây dựng không phép. Việc này gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Còn ông Hoàn thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao để xảy ra sự việc trên. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm cũng kỷ luật bằng hình thức phê bình đối với hai tập thể là Phòng Kinh tế Hạ tầng và Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành cùng 5 cán bộ lãnh đạo xã, phòng vì chưa thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng để xảy ra vi phạm. Loạt công trình trên được chủ đầu tư khởi công
vào tháng 5 năm 2023. Khi đó, chính quyền đã kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng triển khai, đồng thời đề nghị chủ đất cung cấp hồ sơ, thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, phía chủ nhà không thực hiện. Đến tháng 10 năm 2023, toàn bộ công trình đã xây xong phần thô, đang hoàn thiện. Theo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng Lâm Đồng, phần lớn biệt thự vi phạm xây 2 tầng đã xong phần thô với diện tích sàn 212-270m2 mỗi căn, 4 căn xong phần móng và một nhà tiền chế trên khu đất rộng hơn 3.600m2. Qua đối chiếu hồ sơ, thủ tục, khu vực xây dựng các căn nhà trên không đúng quy hoạch được phê duyệt. Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thành và huyện Bảo Lâm chưa chấp hành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vào năm 2022 về tạm dừng thủ tục phân lô xây nhà ở riêng lẻ ở khu vực chưa phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị xây dựng nông thôn mới. Việc này bị xác định có dấu hiệu buông lỏng quản lý về đất đai xây dựng. Ngoài ra, chính quyền sở tại chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết nên các căn nhà trên vẫn tiếp tục được xây dựng sau kiểm tra. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 22 công trình được tổ chức xây dựng tại khu vực đồi ở thôn 10A, trong đó có 17 ngôi nhà dạng biệt thự đã hoàn thành phần thô và các hạng mục bên ngoài. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, các công trình nêu trên xây dựng không đảm bảo quy định của luật nhà ở và luật xây dựng. Mới đây, một tài khoản Facebook có tên Phạm Tuấn Anh viết cảnh báo các đoàn từ thiện lên Yên Bái cứu trợ chú ý. Tôi là Phạm Tuấn Anh, trưởng nhóm từ thiện cộng đồng thiện nguyện Triệu Trái Tim, đã nhiều ngày qua cùng 60 tình nguyện viên hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa và các cơ quan, tặng quà các gia đình gặp khó khăn, các gia đình khuyết tật, có công với cách mạng tại vùng ngập lũ tỉnh Yên Bái, nhưng nhóm bị các đối tượng lạ dùng ô tô, xe máy chặn đầu và đuôi xe. Theo anh Phạm Tuấn Anh, khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 9, tại khu vực gần cầu Văn Phú, thành phố Yên Bái, anh Tuấn Anh đi khảo sát thực tế các gia đình gặp khó khăn và cần giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa để hơn 40 tình nguyện viên đến hỗ trợ. Quá trình khảo sát, anh Tuấn Anh bất ngờ bị các đối tượng lạ dùng xe ô tô chặn đầu xe, xe máy chặn đuôi xe và ngăn cản việc làm của nhóm. Các đối tượng xuống đi quanh xe của trưởng nhóm, có hành vi ngăn cản nhóm hoạt động, lo sợ bị cướp, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản, nên nhóm đã gọi công an 113 và công an xã Giới Phiên tới làm việc. Liên quan vụ việc nêu trên, Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng công an thành phố Yên Bái cho hay, đơn vị đang cho xác minh, kiểm tra các đối tượng nêu trên. Lúc 15h30 phút ngày 20 tháng 9, khoảng 100 cảnh sát thuộc các lực lượng công an tỉnh Bình Thuận, do Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy, đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt. Trần Văn Thuận, 55 tuổi, tức Tú Ác, được xem là trùm khai thác khoáng sản ở Bình Thuận khoảng hơn 20 năm qua. Người này bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Quá trình bị triệu tập điều tra, biết sắp bị bắt, khuya 18 tháng 9, Thuận chuẩn bị đồ đạc lên xe Lexus của mình, chạy về hướng Bà Rịa Vũng Tàu. Dự đoán trước tình huống này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận trước đó đã chia ra 4 tổ công tác, trong đó một tổ bí mật theo sát Trần Văn Thuận, một tổ túc trực tại thành phố Vũng Tàu, một tổ đón lõng ở thành phố Thủ Đức và tổ còn lại mật phục ở sân bay Tân Sơn Nhất tại Vũng Tàu để cắt đuôi lực lượng truy bắt. Sáng 19 tháng 9, Thuận gửi xe Lexus lại và đi cùng với một người khác lên xe 4 chỗ do Thuận cầm lái, điều khiển hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau đó chiếc xe này bất ngờ thay đổi lộ trình đi về hướng tỉnh Đồng Nai. Trong suốt ngày 19 tháng 9, Thuận liên tục di chuyển qua nhiều ngóc ngách tại thành phố Biên Hòa và thay đổi phương tiện. Đến sáng 20 tháng 9, Thuận điều khiển xe về hướng thành phố Hồ Chí Minh và đã đặt vé máy bay để bay đi Hà Nội trên chuyến bay vào chiều 20 tháng 9. Đến 11 giờ ngày 20 tháng 9, khi gã giám đốc vừa dừng xe tại một ngôi nhà ở thành phố Thủ Đức, liền bị các tổ cảnh sát tiếp cận bắt giữ khẩn cấp, kết thúc 30 giờ truy đuổi qua nhiều tỉnh thành phố. Ngay sau khi bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã áp giải Thuận đưa về huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo. Theo hồ sơ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt do Trần Văn Thuận làm giám đốc đã có tác động khai thác tại phần diện tích chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê, khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép, khai thác lớp vật liệu san lấp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác theo chiều sâu 1m đến dưới 20m, đặc biệt khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868 m3, nhưng công ty này chỉ khai báo khối lượng 22.828 m3. Ngoài việc vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, công ty này còn có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng,
thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế. Trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt còn có hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828 mét khối cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, thu lợi nhuận được hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong hoạt động khai thác khoáng sản hàng chục năm qua của ông trùm này. Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng.